Xin chào các em. Hôm nay sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các em về cái chương trình môn dục kinh tế pháp luật ở lớp 12. Chủ đề đầu tiên của lớp 12 chúng ta đó là chủ đề 1, tăng trưởng và phát triển kinh tế. Và chủ đề này nó chỉ có một bài duy nhất thôi, là bài số 1, đó là tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế. Và trong cái bài này mình còn phải tìm hiểu hai cái nhiệm vụ và hai cái nội dung trọng tâm, đó là tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế. Thì tăng trưởng kinh tế là gì và phát triển kinh tế là như thế nào, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học này. Nên trong cái video này chỉ nói về cái phần đó là tăng trưởng kinh tế và cái chỉ tiêu của tăng trưởng kinh tế, còn cái phát triển kinh tế thì mình sẽ tìm hiểu ở cái video tiếp theo. Đầu tiên mình tìm hiểu về tăng trưởng kinh tế và cái chỉ tiêu của tăng trưởng kinh tế, hay nhỏ là khái niệm về tăng trưởng kinh tế. Vậy ở đây tăng trưởng kinh tế là gì? Và mình thấy là hiểu rõ là gì, tăng trưởng phải nào cũng có sự là tăng lên, đúng không? Vậy tăng trưởng kinh tế ở đây được hiểu đó là sự tăng về quy mô sản lượng của một nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định so với thời kỳ gốc. Thường người ta sẽ lấy cái mốc thời gian đó là 1 năm. Và ở đây có một cái ví dụ, ở đây có gia đình đầu tiên, thì trong gia đình thì chắc chắn sẽ có sản xuất tạo ra của cải vật chất, đúng không? Và mọi người đi làm để kiếm thêm thu nhập. Ví dụ là năm này mình so với cái năm trước và năm rồi của mình á, rồi mình làm ra được bao nhiêu tiền và thu nhập mình được bao nhiêu, thì ở đây mình thấy là tăng quy mô sản lượng. Quy mô sản lượng ở đây có nghĩa là hàng hóa, dịch vụ và sản phẩm mình tạo ra được quy đổi ra giá trị bằng tiền, thì đó là tăng những quy mô sản lượng đối với nền kinh tế. Còn trong gia đình chúng ta không vậy? Ví dụ gia đình đầu tiên, năm nay so với năm trước tạo ra là chỉ có là 90 triệu đồng. Rồi, năm nay mình tạo ra cho 1 năm đó là tạo ra 100 triệu đồng. So với kỳ trước là mình có sự gia tăng. Gia tăng về cái tài sản của mình, nó 10 triệu đồng. Đó gọi là tăng trưởng kinh tế. Được chưa? Rồi, hiểu đơn giản như vậy, tăng trưởng kinh tế là sự tăng những quy mô sản lượng. Tăng trưởng phải có sự gia tăng. Rồi, gia tăng về gì? Về quy mô sản lượng của nền kinh tế. Để gọi là tăng trưởng kinh tế. Những cái từ khóa mà chúng ta phải nhận biết ở đây á, để khi mà mình làm trắc nghiệm á, mình áp dụng vô để mình làm trắc nghiệm, mình chọn đáp án cho nó đúng á, thì mình nhớ là tăng trưởng kinh tế, thì mình thấy cái từ đó là tăng gì, quy mô và sản lượng. Được chưa? Mình thấy tăng trưởng kinh tế thì nó gắn liền với quy mô sản lượng của nền kinh tế, đó là tăng trưởng kinh tế. Tương tự như ví dụ gia đình thứ hai, gia đình thứ hai đây, trong năm này so với năm trước, so với thời gian thời kỳ nhất định này, nghĩa là năm này so với năm trước, thì năm này tạo ra 120 triệu đồng so với năm trước là 100 triệu đồng, nó sẽ tăng lên, tăng nhiều quy mô sản lượng, tạo giá trị, đây gọi là tăng trưởng kinh tế. Ví dụ gia đình số 3 cũng vậy, năm trước nó tạo ra là 120 triệu đồng, rồi năm nay tạo ra là 150 triệu đồng, thì có sự gia tăng lên, thì được gọi đó là tăng trưởng kinh tế. Mở rộng ra nền kinh tế thì hiểu tăng nhiều quy mô sản lượng, còn gia đình nó mình tạo ra đi sản phẩm để giá trị tài sản, được chưa? Rồi mình hiểu đơn giản như vậy nha, rồi khái niệm tăng trưởng kinh tế đó là dấu hiệu cơ bản mình nhận biết. Tiếp theo, tăng trưởng kinh tế nó sẽ có những cái chỉ tiêu nào, sàn B nhỏ là chỉ tiêu của tăng trưởng kinh tế. Thì ở đây tăng trưởng kinh tế mình được tìm hiểu và được có 4 chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Chỉ tiêu đầu tiên đó là GDP, GDP được hiểu là tổng sản phẩm hoạt động. Và thứ hai, chỉ tiêu thứ hai đó là GDP trên người, nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người, chia ra đầu người các bạn, trên người là được chưa. Thứ ba, Gini, Gini là tổng thu nhập quốc dân. Thứ tư, Gini trên người nghĩa là tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người. Và ở đây bốn cái này được gọi là bốn chỉ tiêu là những cái, nhưng ở đây mình chỉ cần quan tâm đến hai cái thôi, đó là thứ nhất là GDP, thứ hai là Gini thôi. Còn cái thứ hai và cái thứ tư này thì mình chỉ gắn những từ là bình quân đầu người thôi, cái này nó đơn giản. Vậy mình cần phải phân biệt GDP là gì và GNI là gì. Rồi ở đây mình nói thêm chỗ là gì ha, từ ngữ của nó dễ hết rồi. GDP là tổng sản phẩm quốc nội, nội có nghĩa là trong nước, được chưa? Hiểu đơn giản vậy ha, rồi xíu là mình sẽ tìm hiểu sâu hơn. GNI là gì? Tổng thu nhập quốc dân, quốc dân có nghĩa là công dân của một nước, được chưa? GDP là tổng sản phẩm quốc nội có nghĩa là trong nước. Tổng thu nhập quốc dân nghĩa là quốc dân là công dân của Việt,
đó là cái dấu hiệu để mình phân biệt giữa GDP và GNI. Nè, giá đây GDP là gì? GDP được hiểu ở đây là tổng giá trị của tất cả hàng hóa dịch vụ được tạo ra trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia trong một thời kỳ nhất định và thường lấy mốc là một năm. Rồi, vậy đây cái từ khóa để mình nhận biết GDP này có nghĩa là gì ha. GDP mình nhớ dùm hai cái dấu hiệu nhận biết, đó là hàng hóa dịch vụ được tạo ra trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia. Okay. Hàng hóa, tất cả hàng hóa được tạo ra trên phạm vi lãnh thổ quốc gia thì được tính là GDP của quốc gia đó. Ở đây lấy ví dụ như Việt Nam của chúng ta. Rồi, được tính GDP đó chính là tổng tất cả các giá trị hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trên lãnh thổ của quốc gia Việt Nam của chúng ta. Nó không tính là người Việt Nam tạo ra hay là người nước ngoài tạo ra. Hãy có hàng hóa được tạo ra trên lãnh thổ của Việt Nam thì đó được gọi là GDP của Việt Nam. Được chưa? Rồi, vậy cái từ khóa mình nhận biết đó chính là hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trên phạm vi lãnh thổ quốc gia. Lãnh thổ quốc gia là cứ việc chọn đáp án như vậy là GDP. Rồi, đơn giản nha. Rồi, đây là ví dụ năm 2023. Việt Nam mình tạo ra đó là 5 tỷ đô trên lãnh thổ của Việt Nam. Thì cái 5 tỷ đô này được gọi là GDP. Được chưa? GDP này 5 tỷ đô nè, được tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam thì đây được gọi là GDP của Việt Nam. À, rồi tiếp theo thằng GDP này nó có một công thức tính, đó là gì? GDP bằng C cộng Y cộng G cộng cho X trừ M. Rồi, vậy là X trừ M thì mình tính trước ha, rồi sau đó mình theo công thức này. Vậy ở đây C, Y, G, X, M là cái gì? Rồi ở đây mình có chú thích. C là chi tiêu của hộ gia đình, rồi Y là đầu tư của doanh nghiệp, còn E là chi tiêu của chính phủ, còn X là tổng giá trị xuất khẩu, còn M là tổng giá trị nhập khẩu. Cái này trong sách giáo khoa của chúng ta, vườn trang trại sáng tạo á, thì nó có công thức tính rất là cụ thể. Rồi, bạn sử dụng sách giáo khoa thì bạn sẽ vào để mình quan tâm tới cái công thức này nha. Ở đây không nói nhiều hơn. Rồi, ở đây chỉ cần quan tâm là gì, cái từ khóa là lãnh thổ quốc gia mình chọn nó là gì. Và cái căn cứ để tính nó là thời kỳ nhất định, thời kỳ là một năm. Rồi nhớ chỗ đó như vậy là được, không cần gì nhiều. Đó là GDP. Vậy GDP trên người thì giờ nãy nói này đơn giản nè. GDP trên người có nghĩa là GDP bình quân đầu người, thì đó là tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia. Rồi trong một năm chia cho dân số trung bình trong một năm tương ứng. Nó có công thức tính, nó cũng giống như là cái khái niệm thôi. GDP trên người thì bằng GDP trong một năm chia cho dân số trung bình trong cùng năm. Ví dụ năm 2023 tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam tạo ra là bao nhiêu? Ở đây mình điền số vào đây, chia cho dân số trung bình trong năm 2023 chúng ta thống kê được bao nhiêu đó, thì mình về điền công thức vào đây mình chia ra là ra đáp án GDP trên người. Được chưa? Đó, này đơn giản nhưng mà đơn giản ha. Tiếp theo GNI là gì? Rồi, cái này nó hơi phức tạp xíu mà mình phải hiểu kỹ. GNI này được hiểu đó là tổng thu nhập từ hàng hóa và dịch vụ do công dân của một quốc gia tạo ra, rồi tính cả trong và ngoài lãnh thổ kia. Rồi ở đây mình lưu ý là nó khác so với GDP. GDP nãy mình nói là trong lãnh thổ của Việt Nam bất kỳ cái hàng hóa dịch vụ nào tạo ra thì được tính vào GDP của Việt Nam. Nhưng thằng GNI này là nó tính là tổng thu nhập từ tất cả hàng hóa dịch vụ do công dân của một quốc gia, có nghĩa là công dân Việt Nam tạo ra thì mới được tính vào GNI. Còn nếu như công dân nước ngoài tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam thì cái đó nó không được tính vào GNI của Việt Nam, mà cái đó được tính vào GNI của quốc gia đó. Rồi, hay rõ vậy ha. Rồi, đây nó lại GNI là nó dựa vào công dân, giống như hồi nãy nói ngay từ đầu bài học, nó dựa vào công dân của quốc gia đó. Ví dụ công dân Việt Nam tạo ra ở Việt Nam và công dân Việt Nam ở nước ngoài tạo ra cái tổng thu nhập đó thì hai cái đó cộng lại được gọi là GDP. Dù là ở trên lãnh thổ Việt Nam hay là ở ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng được tính vào GDP, miễn là do công dân của Việt Nam tạo ra là được tính vào GDP của Việt Nam. Để cho nên đây mình có gì đó là gì, tính cả trong và ngoài lãnh thổ quốc gia. Được chưa? Cả trong và ngoài lãnh thổ quốc gia đều tính vào GDP. Và thời gian nó cũng giống như GDP, tính trong thời gian một năm.
Rồi, đây là ví dụ cụ thể thôi. Đây, có bản đồ Việt Nam đang có hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa nha. Rồi, ở đây hồi nãy thì lấy ví dụ về GDP đó là năm 2023, Việt Nam mình tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam là 5 tỷ đô la, trên phạm vi lãnh thổ mình tạo ra 5 tỷ đô, đó được gọi là GDP, được chưa? GDP của Việt Nam tạo ở trong lãnh thổ Việt Nam. Nhưng cái này, trong hàng GDP này nè, nó lại có xuất hiện hai cái trường hợp trong 5 tỷ đô này. Thứ nhất là do công dân Việt Nam tạo ra là 3 tỷ đô, được chưa? Công dân Việt Nam tạo ra 3 tỷ đô. Rồi, thứ hai là người nước ngoài tạo ra 2 tỷ đô nữa. Rồi, được chưa? Hai cái này được tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam thì được gọi là GDP của Việt Nam. Nhưng thằng GNI nó không tính dựa vào lãnh thổ mà nó tính dựa vào công dân của quốc gia. Cho nên ở đây nếu như tính vào GNI của Việt Nam thì mình chỉ được tính là gì thôi, là 3 tỷ đô gì thôi, là GNI của Việt Nam. Được chưa? Còn cái phần này là của người nước ngoài, ví dụ người nước Nhật Bản tạo ra 2 tỷ đô trên lãnh thổ Việt Nam thì cái 2 tỷ đô này được tính vào GNI của nước nào? Của Nhật Bản, chứ đâu được tính vào GNI của Việt Nam. Bởi vì đó là công dân của Nhật Bản tạo ra chứ đâu phải là công dân của Việt Nam tạo ra, dù là nó tạo ở trên lãnh thổ Việt Nam. Rồi, mình hiểu như vậy nha. Rồi, nếu như trong cái 5 tỷ đô này công dân Việt Nam tạo ra 3 tỷ đô, người nước ngoài tạo ra 2 tỷ đô thì mình chỉ được tính vào 3 tỷ đô này là GNI. Rồi, lỡ như có một trường hợp là gì? Công dân Việt Nam ở nước ngoài tạo ra thêm 3 tỷ đô la thì cái lúc này á, thằng GNI là bao nhiêu? GNI là 6 tỷ đô là đúng không? Công dân Việt Nam là bởi vì dựa vào công dân đâu, và công dân Việt Nam tạo ra 3 tỷ đô ở trong nước và công dân Việt Nam tạo ra 3 tỷ đô ở nước ngoài thì ba hai hai cái số này cộng lại là 6 tỷ đô, và 6 tỷ đô này lúc này được gọi là GNI. Rồi, hiểu nè. Rồi, cái này nó hơi rắc rối một xíu. Rồi, bởi vì sao? Nó có một phần này, một phần kia, nó hơi lưu bu. Và trong cái sách giáo khoa của chúng ta có công thức tính về GNI thì nó rất cụ thể, mình nhờ vào sách giáo khoa để mình tìm hiểu ha. Rồi trong cái video này chỉ hướng dẫn thì lý thuyết thôi, những cái từ nào mà nhập chung nè, đó là cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết cái phân biệt để khi chúng ta làm trắc nghiệm. Đến lý thuyết làm bài tập đó, rồi sẽ nói kỹ hơn cho mình. Dạ. Tiếp theo đó là GNI trên người thì nó cũng giống như là GDP trên người đó, đó là GDP nó sẽ nói là GNI trên người, cái là bình quân đầu người. Rồi thì nó được hiểu đó chính là tổng thu nhập của quốc gia trong một năm chia cho dân số trung bình trong năm tương ứng, thì công thức tính cũng giống như là GDP thôi, nó bằng GNI chia dân số trung bình trong cùng năm, thì đó là GNI trên người. Cái này đơn giản hơn nhưng mà không nói thêm ha. Tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về nội dung nữa, đó chính là vai trò của tăng trưởng kinh tế. Vậy tăng trưởng kinh tế nó có vai trò như thế nào thì mình chỉ cần hiểu như mày nó có ba nội dung liên quan tới vai trò. Thứ nhất đó là tạo ra của cải vật chất phục vụ nhu cầu của xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Nhưng đây nghĩa là gì? Tăng trưởng kinh tế lúc nãy mình tìm hiểu khái niệm có nghĩa là mình tạo ra cái của cải vật chất, hàng hóa, dịch vụ để mình định giá tiền, định giá trị, đúng không? Thì ở đây cái vai trò đầu tiên là tạo ra được của cải vật chất để phục vụ nhu cầu của người và tạo ra việc làm, thu nhập cho người dân. Rõ như là mình không tạo ra của cải vật chất, không phục vụ nhu cầu thì đâu được gọi là tăng trưởng kinh tế. Chứ mình không tạo ra thì nó đâu tăng lên, mà không tăng lên thì đâu phải nào được gọi là tăng trưởng kinh tế này. Và được chưa? Đó là vai trò đầu tiên, tạo ra của cải vật chất phục vụ nhu cầu xã hội, tạo việc làm, thu nhập cho người dân. Được chưa? Ở đây ví dụ này, ở đây mình thấy là tạo ra sản xuất của cải vật chất là mặt hàng là may mặc, ngoài ra nó còn có nhiều cái mặt hàng khác nữa. Thì ví dụ cô hãy những chỗ này thôi nha, nhưng mà các bạn là tự lấy ví dụ như mặt hàng. Và chỗ này đó là tạo tiền đề vật chất để phát triển văn hóa, an ninh quốc phòng. Thì cái này mỗi quốc gia đều có một cái phần trích từ cái ngân sách để phục vụ nhu cầu này, đó là liên quan cái văn hóa này, an ninh quốc phòng, củng cố phát triển đất nước. Thì phát triển tăng trưởng kinh tế đó là cái tiền đề vật chất, có nghĩa là có được tiền thì mới có xây dựng được nền quốc phòng an ninh vững mạnh và có nền văn hóa tiên tiến và đạo dân tộc, được chưa? Rồi, cho nên nó vai trò là tạo tiền đề vật chất để phát triển văn hóa an ninh quốc phòng. Rồi,
vai trò tiếp theo, vai trò thứ ba, đó là điều kiện tiên quyết để khắc phục sự tụt hậu so với các kế hoạch khác. À, có nghĩa là gì? Nếu như mình không có tăng trưởng kinh tế, có nghĩa là mình không tạo ra được cái hàng hóa dịch vụ trên lãnh thổ của mình, không tạo ra được cái sản phẩm, thì mình đâu thể nào phát triển được. Bởi vì trong thời kỳ là toàn cầu hóa, hòa nhập kinh tế quốc tế, thì bắt buộc mình phải có sản phẩm nào đó mình bán, thì mình mới thu lại lợi nhuận, thì từ đó mình mới khắc phục được sự tụt hậu so với các quốc gia khác. Mình chắc là thì ở đây đó là vai trò của tăng trưởng kinh tế đối với quốc gia và xã hội và công dân. Rồi, thì tiết học này chúng ta sẽ tìm hiểu về tăng trưởng kinh tế không? Ở tiết sau thì sẽ hướng dẫn cho các em tìm hiểu ở phát triển kinh tế, và cuối cùng thì lại có một cái tiết đó là tiết ôn tập và luyện tập lại cho các bạn này, hoặc mình làm những câu hỏi trắc nghiệm. Rồi, thì video bài giảng ngoài này đó. Rồi, chúc các bạn học tập tốt và có những kiến thức bổ ích, và đặc biệt là chúc các bạn lựa chọn thi môn dục kinh tế pháp luật là môn thi tốt nghiệp thì sẽ được đậu tốt nghiệp 100%. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.